fiber, cao chất xơ, chống sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Từng ngày dài mẹ lo lắng vì tình trạng con nghiện rau, không ăn rau củ. Rồi khi táo bón con đau, nhăn mặt dành hàng giờ ngồi toilet cũng chỉ vì thiếu chất xơ. Bạn bè con vẫn vui chơi ngoài kia. Biocimin fiber, biocimin fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều ngủ. Biocimin fiber, biocimin fiber. Chẳng sợ táo bón cho con tha hồ chơi. Một hộp Biocimin fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Có ngay fiber mẹ chỉ lo lắng. Biocimin fiber tuyệt lắm. Bổ sung vi sinh cân bằng hệ tiêu hóa. Biocimin fiber với chất xơ hòa tan tự nhiên Oracti Synergy One từ châu Âu với đa bào tử lợi khuẩn, giúp hỗ trợ tình trạng táo bón, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Sản phẩm an toàn và phù hợp sử dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ, được hàng triệu gia đình Việt tin dùng. Biocimin fiber, cao chất xơ, chống sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhận ngay một hộp bút chì màu cho bé, thỏa sức sáng tạo khi mua một hộp Biocimin bất kỳ từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Sản phẩm đã có bán tại các quầy thuốc và hiệu thuốc trên toàn quốc. Nhanh tay đặt mua ngay ba mẹ nhé. Một hộp Biocimin fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Biocimin fiber, Biocimin fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều ngủ. Biocimin fiber, Biocimin fiber. Biocimin fiber, cao chất xơ, chống sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Từng ngày dài mẹ lo lắng vì tình trạng con nghiện rau, không ăn rau củ. Rồi khi táo bón con đau, nhăn mặt dành hàng giờ ngồi toilet cũng chỉ vì thiếu chất xơ. Bạn bè con vẫn vui chơi ngoài kia. Biocimin fiber, Biocimin fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều ngủ. Biocimin fiber, Biocimin fiber. Chẳng sợ táo bón cho con tha hồ chơi. Một hộp Biocimin fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Có ngay fiber mẹ chỉ lo lắng. Biocimin fiber tuyệt lắm. Bổ sung vi sinh cân bằng hệ tiêu hóa. Biocimin fiber với chất xơ hòa tan tự nhiên Oracti Synergy One từ châu Âu với đa bào tử lợi khuẩn, giúp hỗ trợ tình trạng táo bón, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Sản phẩm an toàn và phù hợp sử dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ, được hàng triệu gia đình Việt tin dùng. Biocimin fiber, cao chất xơ, chống sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhận ngay một hộp bút chì màu cho bé, thỏa sức sáng tạo khi mua một hộp Biocimin bất kỳ từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Sản phẩm đã có bán tại các quầy thuốc và hiệu thuốc trên toàn quốc. Nhanh tay đặt mua ngay một hộp Biocimin fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Biocimin fiber, Biocimin fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều ngủ. Biocimin fiber, Biocimin fiber. Biocimin fiber, cao chất xơ, chống sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Từng ngày dài mẹ lo lắng vì tình trạng con nghiện rau, không ăn rau củ. Rồi khi táo bón con đau, nhăn mặt dành hàng giờ ngồi toilet cũng chỉ vì thiếu chất xơ. Bạn bè con vẫn vui chơi ngoài kia. Biocimin fiber, Biocimin fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều ngủ. Biocimin fiber, Biocimin fiber. Chẳng sợ táo bón cho con tha hồ chơi. Một hộp Biocimin fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Có ngay fiber mẹ chỉ lo lắng. Biocimin fiber tuyệt lắm. Bổ sung vi sinh cân bằng hệ tiêu hóa. Biocimin fiber với chất xơ hòa tan tự nhiên Oracti Synergy One từ châu Âu với đa bào tử lợi khuẩn, giúp hỗ trợ tình trạng táo bón, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Sản phẩm an toàn và phù hợp sử dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ, được hàng triệu gia đình Việt tin dùng. Biocimin fiber, cao chất xơ, chống sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhận ngay một hộp bút chì màu cho bé, thỏa sức sáng tạo khi mua một hộp Biocimin bất kỳ từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Sản phẩm đã có bán tại các quầy thuốc và hiệu thuốc trên toàn quốc. Nhanh tay đặt. Phan Doanh xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã cùng theo dõi với chương trình livestream lễ quay thưởng đợt 1 chương trình một đơn hàng ngàn quà tặng trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chương trình một đơn hàng ngàn quà tặng là chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho quý khách hàng nhà thuốc tại các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, từ tỉnh Hà Giang đến tỉnh Quảng Bình.
Chương trình kéo dài từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023. Và thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ là ngày quay thưởng đợt 1 của chương trình này. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành cùng với chúng tôi để cùng tham gia chương trình. Và cùng với đó chúng ta sẽ cùng tìm ra những quý vị khách hàng may mắn trúng thưởng với chương trình, với rất nhiều những giải thưởng giá trị đang chờ đợi ở phía trước. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình quay thưởng ngày hôm nay, Phan Doanh xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện khách hàng, bà Nguyễn Thị Xuyến, chủ nhà thuốc Tô Hiệu, số 147 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin giới thiệu sự hiện diện của đại diện công ty cổ phần dược phẩm Merasin. Xin giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đăng Bảy, tổng giám đốc công ty. Xin giới thiệu sự hiện diện của ông Đường Xuân Diệu, giám đốc chi nhánh Đà Nẵng. Và xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Ninh Quang Tú, giám đốc bán hàng. Vâng ạ, và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với những vòng quay số đầy hồi hộp và cùng với đó là rất nhiều giải thưởng đang chờ đợi ở phía trước, thì Phan Doanh xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được thông tin lại và nhắc lại nội dung và tỷ lệ chi tiết của chương trình Một Đơn Hàng Ngàn Quà Tặng ngày hôm nay. Thưa quý vị, là chương trình được áp dụng cho tất cả các nhà thuốc, cửa hàng thuốc và công ty dược tại các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, từ tỉnh Hà Giang cho tới tỉnh Quảng Bình. Và quy chế như sau: quy định về cách thức tham gia chương trình khuyến mại. Trong thời gian khuyến mại, khi khách hàng đặt đơn hàng với nhân viên bán hàng của công ty trực tiếp tại điểm bán của khách hàng để mua các sản phẩm trong danh mục hàng hóa khuyến mại chưa giao hàng và thu tiền, sẽ được tham gia quay số tại điểm bán tại ứng dụng quay số may mắn trên trang web luckymb.dược.vietdức.net để nhận được ngẫu nhiên các giải thưởng với tỷ lệ trúng thưởng là 100%. Và theo quy định như sau: doanh số từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng nhận một lần quay số tại điểm bán. Doanh số từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng thì 5 triệu đồng đầu được nhận 2 lần quay số tại điểm bán. Nếu doanh số lẻ từ 3 triệu đồng trở lên thì nhận thêm một lần quay số tại điểm bán. Doanh số từ 10 triệu đồng trở lên thì mỗi 10 triệu đồng nhận 5 lần quay số tại điểm bán. Nếu doanh số lẻ từ 3 triệu đồng trở lên thì nhận thêm lần quay số ở mức 1 hoặc mức 2 nếu thỏa mãn điều kiện ở mức đó. Lưu ý, không cộng dồn doanh số các đơn hàng. Ngoài việc được tham gia quay số tại điểm bán trên đây, khách hàng đã được nhận các lần quay số tại điểm bán từ ngày 9 tháng 10 năm 2023 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023, còn được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số đợt 1 vào các ngày 11 tháng 11 năm 2023. Khách hàng đã nhận được các lần quay số tại điểm bán từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023, còn được cấp mã số dự thưởng để tham gia đợt quay số đợt 2 vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. Khách hàng đã nhận được các lần quay số tại điểm bán từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023, còn được cấp mã số dự thưởng để tham gia đợt quay số đợt 3 vào ngày 28 tháng 12 năm 2023. Số lượng mã số dự thưởng được cấp bằng với số lần quay số tại điểm bán. Và bên cạnh đó, nhận được giải thưởng khi quay số tại điểm bán và nhận mã số dự thưởng tham gia các đợt quay số đợt 1, đợt 2, đợt 3 trên đây, quý vị còn được cộng dồn doanh số mua hàng trong thời gian khuyến mại từ ngày 9 tháng 10 năm 2023 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023 để nhận mã số dự thưởng VIP như sau: doanh số từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng nhận một mã số dự thưởng VIP, doanh số từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng sẽ nhận được 3 mã số dự thưởng VIP, doanh số từ 30 triệu đồng trở lên thì mỗi 6 triệu đồng nhận một mã số dự thưởng VIP. Mã số dự thưởng VIP sẽ tham gia quay số đợt 4 vào ngày 28 tháng 12 năm 2023. Trường hợp khi khách hàng hủy đơn hàng toàn bộ hoặc một phần trước ngày quay số thì các mã số dự thưởng sẽ được thu hồi toàn bộ, trong trường hợp này sẽ không cấp lại cho khách hàng khác. Và cơ cấu giải thưởng thì vô cùng hấp dẫn như sau: giải thưởng của lễ quay số đợt 1, chúng ta sẽ có một giải nhất, chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người lớn trị giá 20 triệu đồng và một chỉ vàng nhẫn SJC bộ số 9 loại 1 nhẫn 1 chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Hai giải nhì, chuyến du lịch Côn Đảo 2 ngày 3 ngày 2 đêm dành cho một người lớn trị giá 10 triệu đồng và một chỉ vàng nhẫn SJC bộ số 9. 6 giải 3, chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho một người lớn trị giá 10 triệu đồng. 28 giải 4, tiền mặt 3 triệu đồng. 80 giải 5, tiền mặt 1 triệu đồng. 160 giải khuyến khích, tiền mặt 500 ngàn đồng. Số lượng giải thưởng trên tương ứng với 8.000 mã dự thưởng dự kiến ban đầu.
Tuy nhiên, sau khi mà kết thúc đợt 1, mã dự thưởng thực tế đạt 7.445 mã và cách thức quay giải 5 và giải khuyến khích là quay 2 lồng tương ứng với số hàng chục và hàng đơn vị, nên số lượng giải 5 thực tế sẽ phát sinh từ 74 cho tới 75 giải và số lượng giải khuyến khích thực tế sẽ phát sinh từ 148 cho tới 150 giải. Đối với chương trình quay thưởng đợt 2, chúng ta sẽ có giải thưởng như sau. Một giải nhất, chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người lớn trị giá 20 triệu đồng và một chỉ vàng nhẫn SJC 4 số 9 đến từ vàng bạc đá quý Sài Gòn. Hai giải nhì, chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho một người lớn trị giá 10 triệu đồng và một chỉ vàng nhẫn SJC 4 số 9 tới từ vàng bạc đá quý Sài Gòn. 8 giải 3, chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho một người lớn trị giá 10 triệu đồng. 60 giải 4, tiền mặt 3 triệu đồng. 80 giải 5, tiền mặt 1 triệu đồng và 157 giải khuyến khích, tiền mặt 500.000 đồng. Đối với chương trình quay thưởng đợt 3, cơ cấu giải thưởng như sau. Một giải nhất, một chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người lớn trị giá 20 triệu đồng và một chỉ vàng nhẫn SJC 4 số 9 tới từ vàng bạc đá quý Sài Gòn. Hai giải nhì, chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho một người trị giá 10 triệu đồng và một chỉ vàng nhẫn SJC 4 số 9 tới từ vàng bạc đá quý Sài Gòn. 8 giải 3, chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho một người lớn trị giá 10 triệu đồng. 70 giải 4, tiền mặt 3 triệu đồng. 95 giải 5, tiền mặt 1 triệu đồng. 183 giải khuyến khích, tiền mặt 500.000 đồng. Và đặc biệt hơn cả là chương trình của lễ quay thưởng VIP với giải thưởng hấp dẫn như sau. Một giải đặc biệt, tiền mặt 30 triệu đồng. 3 giải nhất, tiền mặt 20 triệu đồng. 7 giải nhì, tiền mặt 10 triệu đồng. Và 15 giải 3 là tiền mặt 5 triệu đồng. Thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng được đến với những cách thức cũng như là thể lệ và cơ cấu giải thưởng của chương trình. Và thưa quý vị, là ngày hôm nay chúng ta đã cùng theo dõi chương trình quay thưởng đợt 1. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại và cập nhật thông tin rằng chúng tôi đã phát hành tất cả là 7.445 mã dự thưởng. Và cách thức để xác định những người trúng thưởng như sau. Quay theo thứ tự giải 4, giải 3, giải nhì, giải nhất, giải 5 và cuối cùng là giải khuyến khích. Để tìm ra những người trúng thưởng với các giải thì sẽ có cách thức quay như sau. Với giải nhất, giải nhì, giải 3 và giải 4, chúng tôi sẽ thực hiện là quay 4 lồng tương ứng với các số là hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để xác định được bộ số trúng giải. Cách thức quay giải 5 sẽ quay 2 lồng tương ứng với số hàng chục và hàng đơn vị để tìm ra được số hàng chục và hàng đơn vị. Các mã dự thưởng trúng giải 5 là các mã số có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với kết quả quay thưởng. Và với giải khuyến khích, chúng ta sẽ quay 2 lần. Mỗi lần sẽ quay 2 lồng để xác định số hàng chục và hàng đơn vị. Và các mã dự thưởng trúng giải khuyến khích là các mã có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với kết quả quay thưởng. Và thưa quý vị, là kết quả của chương trình ngày hôm nay thì sẽ được công bố trên website mirasin.com. Quý vị chúng ta có thể được cập nhật thông tin ở trên trang web để không bỏ lỡ những giải thưởng của mình quý vị nha. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những vòng quay thưởng đầu tiên trong chương trình. Phan Doanh xin được mời các bạn hỗ trợ sẽ cùng di chuyển về phía các khu vực lồng quay để chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay số đầu tiên ạ. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang được nhìn thấy đó chính là những lồng quay số cùng với các số tương ứng là hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Thưa quý vị, là với từng lồng quay thì sẽ có các bộ số khác nhau. Như chúng tôi đã thông báo rằng là ngày hôm nay có 7.445 mã dự thưởng, đồng nghĩa rằng là với lồng quay số hàng nghìn, chúng ta sẽ có các con số từ số 0 cho tới số 7. Và xin mời bạn hỗ trợ của chúng tôi sẽ thực hiện việc bỏ bóng vào lồng ạ. Và đối với tất cả các lồng hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị sẽ có đầy đủ các con số từ số 0 cho tới số 9. Với số lượng mã số dự thưởng của chúng ta là 7.445 mã dự thưởng, đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ có những con số vượt quá so với con số chính thức của chương trình. Và những con số đó thì tất nhiên sẽ được hủy để chúng ta đến với vòng quay số sau. Nếu như số hàng nghìn đến vào số 7 và số hàng trăm lớn hơn số 4 thì đồng nghĩa rằng kết quả sẽ được hủy và quay lại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật. Quý vị hãy nhớ rằng là chúng ta sẽ có tổng cộng là 7.445 mã dự thưởng tương ứng với số lớn nhất mà chương trình sẽ chấp thuận là 7.445. Giờ đây thì tất cả các lồng quay số của chúng ta đều đang được cho vào những chai bóng và chúng ta sẽ cùng sẵn sàng đến với vòng quay thưởng đầu tiên
đó chính là vòng quay thưởng cùng với giải tư của chương trình. Thưa quý vị, giải tư sẽ có 28 giải tư, mỗi giải là tiền mặt 3 triệu đồng. Và sau đây, xin mời quá trình quay số bắt đầu. Và chúng ta hãy cùng theo dõi mã số đầu tiên trúng thưởng với giải tư của chương trình ngày hôm nay. Bảy, sáu, năm, chín. Và thưa quý vị, kết quả này được tính là kết quả không hợp lệ vì đã vượt quá mã số dự thưởng. Chúng ta chỉ có là 7.445 mã dự thưởng. Xin mời quay lại. Hãy nhớ rằng con số lớn nhất mà chúng ta chấp nhận trong chương trình này là 7.445. Khởi đầu bằng số 0, 0, 7, 9, 4. Xin chúc mừng ạ, 0794. Mã số hợp lệ. Hãy cùng đến với mã số tiếp theo. Mã số hợp lệ 7101. Xin cảm ơn. Quý vị có thể theo dõi những mã số đã được quay ở trên giao diện màn hình. Chương trình ngày hôm nay đang được live stream trực tiếp tại khu vực quay thưởng của Miracin. Và quý vị có thể cập nhật thông tin của chương trình này trên website miracin.com. Mã số tiếp theo 4565. 4565 hợp lệ. Mã số 1705 hợp lệ. Mã số kế tiếp, số rất đẹp thưa quý vị, 2882 hợp lệ. Ngoài những niềm vui của những quý vị khách hàng nhà thuốc, chúng ta có mã số dự thưởng trúng thưởng thì chúng ta cũng có một cái niềm vui nho nhỏ khi mà được theo dõi những con số xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Mã số tiếp theo 0252 hợp lệ. Mã số 0220 hợp lệ. Và một mã số cũng rất là đẹp, 0220. Chúng ta cùng tiếp tục đến với mã số kế tiếp. Mã số 5028 hợp lệ. Xin mời mã số 0037 hợp lệ. 0037. Thưa quý vị, là với giải tư chúng ta có tổng cộng là 28 giải tư với tiền mặt là 3 triệu đồng. Mã số 0081 hợp lệ. 0081. Mã số 1548 hợp lệ. 1548. Mã số 5095 hợp lệ.
5095. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với mã số dự thưởng trúng thưởng tiếp theo với giải tư. 2314, hợp lệ 2314. Xin mời mã số 0911, hợp lệ. Xin cảm ơn. Vậy là chúng ta đã tìm ra được một nửa số lượng giải tư trên chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng đến với những giải tư tiếp theo. Mã số 7443, mã số hợp lệ. Xin cảm ơn. 7443. Vâng ạ, gần như là số trong nhóm những mã số lớn nhất trong chương trình quay thưởng ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại rằng là ngày hôm nay chúng ta có tổng cộng là 7445 mã dự thưởng. Mã số 7471, mã số không hợp lệ. Xin mời quay lại. 7471 đã vượt quá so với mã số của chương trình là 7445. Mã số 5278, 5278 hợp lệ. Xin cảm ơn. Mã số 1457, 1457 hợp lệ. Xin cảm ơn. Mã số 4494, 4494 hợp lệ. Xin cảm ơn. Và chúng ta nhìn thấy rất nhiều số 4 xuất hiện ở trong những mã số gần đây. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với mã số kế tiếp. 3982, 3982 hợp lệ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, là chương trình đang được live stream trực tiếp. Và quý vị, nếu như mà chúng ta là những người trúng thưởng cũng sẽ cùng comment để cùng chia sẻ niềm vui của mình khi là người trúng thưởng của chương trình ngày hôm nay với giải tư. Mã số tiếp theo 0335, 0335 hợp lệ. Xin mời tiếp tục. Và không biết rằng quý vị khán giả nào đang theo dõi chương trình và là những người trúng thưởng với giải tư ạ, thì cũng sẽ comment để cùng chia sẻ niềm vui của mình với chương trình ngày hôm nay. Mã số kế tiếp 3053, 3053 hợp lệ. Xin cảm ơn. Chúng ta đang cùng đến với những giải tư cuối cùng trong chương trình quay số đợt 1 ngày hôm nay của chương trình Một Đơn Hàng Ngàn Quà Tặng. Mã số 4395, 4395 hợp lệ. Xin mời tiếp tục. Mã số 1518, 1518 hợp lệ. Xin mời tiếp tục. Chúng ta chỉ còn lại 5 giải tư
Và không biết rằng quý vị khán giả nào chúng ta chưa trúng thưởng, hãy cùng nhớ rõ mã số dự tưởng của mình để cùng chờ đợi giải thưởng sẽ được mở ra ngay sau đây. Mã số 0478, 0478 hợp lệ. Xin mời tiếp tục. Với giải tư chúng ta có thể nhìn thấy rằng quá trình quay số diễn ra rất thuận lợi khi mà chúng ta chỉ gặp một trường hợp, hai trường hợp là mã số không hợp lệ thôi. Và đây là một mã số hợp lệ. Vâng ạ, 7307, 7307 hợp lệ. Xin mời tiếp tục. Xin nhắc lại rằng là ngày hôm nay với mã số sự thưởng lớn nhất là 7445, chúng ta cũng sẽ cần kết quả tương ứng là những con số không vượt quá 7445. Tiếp theo là mã số 1326, 1326 hợp lệ. Xin mời tiếp tục. Và thưa quý vị, chỉ còn hai giải tư cuối cùng. Và xin nhắc lại rằng giải tư là tiền mặt 3 triệu đồng. Mã số 2708, 2708 hợp lệ. Mời tiếp tục. Và đây sẽ là giải tư cuối cùng. Quý vị đoán sẽ là mã số nào ạ? Và đó là 5318, 5318 hợp lệ. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta đã cùng đến với những vòng quay số tìm ra 28 giải tư. Và bây giờ sẽ cùng đến với là giải 3. Giải 3 sẽ có 6 giải 3. Mỗi giải là một chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho một người lớn, trị giá 10 triệu đồng. Và xin mời, hãy cùng đến với vòng quay số giải 3, xin mời. Tất nhiên rồi, giải 3 sẽ giá trị hơn nhiều so với giải 4, đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng xem ạ, người trúng thưởng đầu tiên với giải 3 là mã số nào? 1900, 1900, xin chúc mừng, hợp lệ. Vâng ạ, một mã số cũng na na giống số tổng đài. Và là mã số trúng thưởng đầu tiên với giải 3 là một chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho một người lớn trị giá 10 triệu đồng. Giải 3 tiếp theo, hãy cùng chúc mừng cho mã số 0940, 0940 hợp lệ, xin chúc mừng. Liên tiếp hai mã số của giải 3 đều có số 9 và số 0. Liệu rằng mã số tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mã số 3529, 3529 hợp lệ. Xin cảm ơn. Mã số tiếp theo trúng thưởng với giải 3 đó là 5975, 5975. Xin cảm ơn. Rất nhanh, chúng ta chỉ còn lại hai giải 3. Và sẽ thuộc về những mã số dự thưởng nào? Chúc mừng mã số 7128, 7128 hợp lệ, xin chúc mừng. Và đây sẽ là giải 3 cuối cùng theo chương trình quay thưởng đợt 1 của chúng tôi. Thưa quý vị, mã số 7490 là mã số không hợp lệ, vì chúng ta có số lớn nhất là 7445. Và kết quả này sẽ quay lại, xin mời.
Chương trình chỉ chấp nhận kết quả lớn nhất là 7445. Và hãy cùng xem ạ, giải 3 cuối cùng sẽ thuộc về mã dự thưởng nào đây? 0026. 0026. Vâng, xin chúc mừng. Vâng ạ. Và đó là giải 3 cuối cùng. À vâng ạ, thưa quý vị, chúng tôi có được thông tin ạ rằng giải 3 cuối cùng cũng là một vị khách hàng cũng đang có mặt trong chương trình quay thưởng ngày hôm nay của chúng tôi tại trường quay ạ. Và chúng ta cùng comment chúc mừng dành cho chị ấy ạ. Và xin chúc mừng. Vâng ạ, và chúng ta hãy cùng đến với ạ giải nhì. Thưa quý vị, là giải nhì chúng ta chỉ có 2 giải nhì thôi. Mỗi giải là một chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho một người lớn, trị giá 10 triệu đồng, một chỉ vàng nhẫn SJC 4 số 9 đến từ vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Và bây giờ xin mời vòng quay số đầu tiên của giải nhì ạ. Và thưa quý vị, mã số 4685. 4685 hợp lệ. Và xin chúc mừng, đây là mã số đầu tiên trúng thưởng với giải nhì. Giải nhì còn lại, thưa quý vị, một giải thưởng rất lớn, một chuyến du lịch dành cho một người lớn và một chỉ vàng nhẫn SJC sẽ thuộc về khách hàng nào đây? Mã số 5261. 5261 hợp lệ, xin chúc mừng. Và rất nhanh chúng ta đã đến với giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một giải nhất, một chuyến du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người, trị giá 20 triệu đồng, một chỉ vàng nhẫn SJC 4 số 9 loại 1 nhẫn 1 chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC sẽ thuộc về khách hàng nào? Xin mời vòng quay số bắt đầu. Và thưa quý vị, mã số trúng thưởng của giải nhất đó là mã số 6109. 6109, xin chúc mừng. Vâng, đây là mã số hợp lệ và đây là mã số trúng thưởng của giải nhất trong đợt quay số đợt 1 ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những bông hoa, hãy dành những comment và những tràng vỗ tay để chúc mừng dành cho giải nhất của chương trình ạ. Xin chúc mừng. Và hy vọng rằng là với những khách hàng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chủ nhân của giải nhất ạ, mã số 6109, nếu như đang xem ạ, hãy cùng comment để cùng chia sẻ niềm vui của mình với những người tham gia dự thưởng cũng như là cùng với ban tổ chức. Và xin được cảm ơn các bạn hỗ trợ. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng được đến với những vòng quay số tiếp theo. Chúng ta còn giải 5 và giải khuyến khích. Đối với giải 5 sẽ quay 2 lồng tương ứng với số hàng chục và hàng đơn vị để xác định số hàng chục và hàng đơn vị. Những mã số dự thưởng trúng giải 5 là những mã số có hàng chục và hàng đơn vị trùng với kết quả quay thưởng, quý vị nha. Và giải thưởng của giải 5 đó là tiền mặt 1 triệu đồng. Xin chúc mừng. Vâng ạ, sẽ có 80 giải 5 và chúng ta hãy cùng đến với vòng quay số ạ của giải 5. Xin mời hàng chục hàng đơn vị quay số. Vâng, đây là một giải thưởng được coi là dễ trúng nhất và chúng ta hãy cùng xem ạ. Hai con số hàng chục và hàng đơn vị nào sẽ mang lại giải thưởng cho quý vị đây. Và thưa quý vị, đó là số 62. Nhắc lại số 62. Xin được nhắc lại về thể lệ của giải này rằng là quý vị chỉ cần có hai số cuối khớp số 62 là quý vị đã là người trúng thưởng với giải 5 rồi. Và xin được chúc mừng những quý vị khán giả nào, những quý vị khách hàng nào có mã dự thưởng với hai số cuối là số 62. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải khuyến khích. Giải khuyến khích sẽ có 160 giải khuyến khích là tiền mặt 500.000 đồng. Và chúng ta cũng sẽ quay số hàng chục và hàng đơn vị. Với giải khuyến khích để tăng cơ hội trúng thưởng cho người chơi, chúng tôi sẽ quay 2 lượt. Và xin mời hàng chục hàng đơn vị quay số. Mã số đầu tiên của giải khuyến khích là số 25.
số 25. Nhắc lại rằng quý vị chỉ cần có số đuôi mã số tự thưởng là 25 là quý vị đã trúng thưởng giải khuyến khích rồi ạ. Xin cảm ơn. Và xin mời lượt quay thứ hai của giải khuyến khích. Quý vị mong muốn hai con số nào xuất hiện ạ? Hãy cùng comment ngay bây giờ ạ. Và thưa quý vị, mã số đó là số 68. 68. Vâng, ở đây có vị khách hàng số 86. Nhưng mà số đuôi trúng ở giải khuyến khích ạ là số 68. Vâng ạ, và thưa quý vị, vậy là giải khuyến khích chúng ta sẽ có hai mã số đuôi là 25 và 68. Quý vị chỉ cần có mã số dự thưởng có hai số cuối khớp với một trong hai mã này, nếu quý vị đã là người trúng thưởng với giải khuyến khích, cùng với đó là giải thưởng 500.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn các bạn chuyên viên quay số. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng tìm ra được tất cả những mã số dự thưởng và trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, là kết quả ngày hôm nay thì chúng tôi ngoài việc phát sóng live stream trực tiếp để đảm bảo sự khách quan và minh bạch, cũng như đó là sự quan sát, theo dõi và giám sát của tất cả quý vị khán giả chúng ta theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và hy vọng rằng quý vị cũng đã nhìn thấy rằng là quá trình quay số diễn ra hoàn toàn minh bạch, công khai và đảm bảo độ chính xác tối đa để đảm bảo quyền lợi dành cho tất cả những khách hàng. Và kết quả ngày hôm nay sẽ được công bố trên website merasin.com. Và quý vị, nếu như mà chúng ta bỏ lỡ chương trình thì hãy truy cập vào website, xin nhắc lại là merasin.com để chúng ta cập nhật thông tin quý vị nhé. Và thưa quý vị, nhớ chia sẻ trước đó rằng là ngày hôm nay thì ngoài việc rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này ở trên sóng live stream thì cũng có một số những khách hàng cũng đến chương trình, chúng ta theo dõi chương trình trực tiếp, và cũng đã có một khách hàng trúng thưởng ngay tại trường quay của chúng tôi, và chúng tôi cũng xin lời chia sẻ niềm vui tới thưa chị. Vâng ạ, và thưa quý vị, là ngày hôm nay chúng ta đã cùng đến với lễ quay thưởng đợt 1 của chương trình Một đơn hàng ngàn quà tặng. Và chương trình đã diễn ra vô cùng thuận lợi và thành công, đã cùng mang lại những vòng quay số hoàn toàn công khai, minh bạch và chính xác dành tới tất cả những người khách hàng. Và đó là những điều mà chúng tôi mong muốn sẽ được gửi gắm tới cho tất cả những khách hàng đã được đồng hành cùng với chúng tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Và đây mới chỉ là chương trình quay số đợt 1 thôi, chúng ta còn đợt 2, đợt 3 và chương trình quay số VIP nữa. Và mong rằng quý vị cũng sẽ không bỏ lỡ những chương trình này để chúng ta cùng mang về cho mình thật nhiều giải thưởng, và đúng với chủ đề của chương trình ạ, một đơn hàng ngàn quà tặng. Và xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng đồng hành theo dõi cùng với chương trình live stream ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lễ quay thưởng đợt 2, đợt 3 và đợt 4 diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 và ngày 28 tháng 12 năm 2023. Xin được cảm ơn ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần dược phẩm Merasin. Xin được cảm ơn tất cả những khách hàng đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, đã tin tưởng và ủng hộ cho Merasin. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào đợt quay thưởng gần nhất là đợt 2 quý vị nhé. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. Một hộp Bio Acimin Fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Bio Acimin Fiber, Bio Acimin Fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều muộn. Bio Acimin Fiber, Bio Acimin Bio Acimin Fiber, tăng chất xơ, giảm sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Từng ngày dài mẹ lo lắng vì tình trạng con nghiện rau, không ăn rau củ. Rồi khi táo bón con đau, nhăn mặt dành hàng giờ ngồi toilet cũng chỉ vì thiếu chất xơ. Bạn bè con vẫn vui chơi ngoài kia. Bio Acimin Fiber, Bio Acimin Fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều muộn. Bio Acimin Fiber, Bio Acimin Fiber. Tràn sữa táo bón cho con tha hồ chơi. Một hộp Bio Acimin Fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Có ngay fiber mẹ chỉ lo lắng. Bio Acimin Fiber tuyệt lắm. Bổ sung vi sinh cân bằng hệ tiêu hóa. Bio Acimin Fiber với chất xơ hòa tan tự nhiên Oracti Synergy One từ châu Âu với đa bào tử lệ khuẩn, giúp hỗ trợ tình trạng táo bón, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Sản phẩm an toàn và phù hợp sử dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ, được hàng triệu gia đình Việt tin dùng. Bio Acimin Fiber tăng chất xơ, giảm sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhận ngay một hộp bút chì màu cho bé, thỏa sức sáng tạo khi mua một hộp Bio Acimin bất kỳ từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Sản phẩm đã có bán tại các quầy thuốc và hiệu thuốc trên toàn quốc. Nhanh tay đặt mua ngay ba mẹ nhé.
Một hộp Bioasimin Fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Bioasimin Fiber, Bioasimin Fiber. Từ nay con sẽ bớt lo cho người. Bioasimin Fiber, Bioasimin Fiber. Bioasimin Fiber, tăng chất xơ, giảm sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Từng ngày dài mẹ lo lắng vì tình trạng con nghiện rau, không ăn rau củ. Rồi khi táo bón con đau, nhăn mặt dành hàng giờ ngồi toilet cũng chỉ vì thiếu chất xơ. Bạn bè con vẫn vui chơi ngoài kia. Bioasimin Fiber, Bioasimin Fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều buồn. Bioasimin Fiber, Bioasimin Fiber. Chẳng sợ táo bón cho con tha hồ chơi. Một hộp Bioasimin Fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Có ngay fiber mẹ chỉ lo lắng. Bioasimin Fiber tuyệt lắm, bổ sung vi sinh cân bằng hệ tiêu hóa. Bioasimin Fiber với chất xơ hòa tan tự nhiên Oracti Synergy One từ châu Âu với đa bào tử lợi khuẩn, giúp hỗ trợ tình trạng táo bón, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Sản phẩm an toàn và phù hợp sử dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ, được hàng triệu gia đình Việt tin dùng. Bioasimin Fiber tăng chất xơ, giảm sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhận ngay một hộp bút chì màu cho bé, thỏa sức sáng tạo khi mua một hộp Bioasimin bất kỳ từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Sản phẩm đã có bán tại các quầy thuốc và hiệu thuốc trên toàn quốc. Nhanh tay đặt mua ngay ba mẹ nhé.